Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop KingRob. Bạn chỉ cần ghi kingrob.com thôi là ra cái shop liền nha bạn. Thì shop có những trò chơi như là nổ hũ nè, vòng quay may mắn nè, và hay nhất đó chính là đu top nha bạn. Bạn chỉ cần đu top thôi là có thêm phần thưởng nè, phần thưởng cực kỳ giá trị luôn. Thì nhớ nhớ ủng hộ shop hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào bạn ha. Chào mừng các bạn với channel của mình là Ni đây, và hôm nay mình sẽ làm một cái trận chiến tái hiện nha bạn. Thì nhiều bạn yêu cầu á, đó chính là trận chiến giữa rau đen và hảo quyền ai á bạn. Đó thì mình sẽ sử dụng hai cái thức tỉnh luôn nha bạn. Đó tái hiện mới đã hơn là lúc mà chưa thức tỉnh. Rồi thì mình tái hiện cái này là cho vui nha bạn. Đó tại vì theo trong phim là rất là khó luôn, giống như là đánh rồi bb nó rất là khó, không giống trong phim được hai bạn. Đó thì mình sẽ kiểu đi theo trong phim là thí dụ giống như là rau đen thắng để bắt buộc mấy bạn. Đó rau đen thắng để ai bị bắt, đúng rồi. Đó thì mình sẽ hóa thân thành nhân vật rau đen nhé bạn. Thì mình cũng đâu không thích rau đen lắm đâu, nhưng mà tại vì cái tái hiện này phải giống trong phim á. Đó nhưng mà lâu lâu có sẽ có cái các kiểu phi logic xíu, tại vì đánh không có giống trong phim được nha bạn. Rồi thì các bạn nếu thấy cái tái hiện này hay á, thì cho mình xin một like, một subscribe kênh mình để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Rồi vô thôi. Lấy một ta một ly cà phê đi. Ai, đã quá, giết được tên đội trưởng kia, ta đã lấy được trái bóng tối hệ Logia mạnh nhất, thật là ngon lành. Hứ, ngươi là rau đen, đứng lại. Ngươi dám giết đội trưởng và làm ô nhục thanh danh của băng bố già rau trắng, ngươi phải trả giá thôi. Cái gì? Ngươi nghĩ ngươi hỏi quyền đội trưởng hai hảo quyền ai mà có thể bắt được rau đen ta sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể được hay sao? Thế thì hãy ra ngoài làm một trận đấu nào, ta sẽ bắt ngươi về đền tội với bố già. Ra ngoài thôi, ra ngoài. Được thì ta sẽ đi với ngươi ra đấu trường đi. Đây, ra đấu trường. Rồi đây là sẽ là một trận chiến sống còn nha các bạn. Đó tại vì trong phim là do ai đánh thua rau đen mới bị bắt qua hải quân chứ. Đó rồi, chuẩn bị nha, 1 2 3 vô. Giỡn, trời đau. À, xài giống tối trái trái quỷ thôi nha. Ui ui ui. Hư. Trời ơi, húp. À, ui da. Ý, hụt vậy. Ui hay quá. Chém nè, ui giời ơi. No. Húp nè. Ô. Lát hồi quăng quăng hai quả cầu nữa nha. Quăng quả câu. Quăng. Ôi vãi. Ôi. Quả cầu hai quả cầu mà quả cầu của mình không 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 nuốt chẩn của quả cầu của ai ta. Phải nuốt chẩn quả cầu của ai mới đúng chứ. Trúng. Mình phải nuốt chẩn được quả cầu của ai nó mới gọi là đỉnh cao các bạn, giống trong phim đó. Thì mình nói nó không giống trong phim là vậy đó bạn. Đó, nó khó giống trong phim. Tại vì nếu giống trong phim quá thì game nó khó, nó khá là mất cân bằng đấy bạn. Để trái rau đen có thể hút được mọi thứ mà. Hư. Chạy đi đâu? Làm sao mà chạy được? Ui da. Hư. Rồi 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 rồi. Đứng lại tên kia. Ây da. Hư. Né được. Chém nè. Ui, cái gì đó né được luôn hả? Chạy đâu? Chạy đi đâu? Trời. Quả cầu e nó đùng banh xác. Ghê thiệt. Rồi. Trận đầu tiên rau đen thắng. Rồi, bắt đầu trận thứ hai nha bạn. Sẽ ai là người chiến thắng nha bạn. Mình sẽ đánh 5 trận đi cho chắc ha. Đó, ai thắng 3 trước sẽ thắng. Đó. Xong chưa? Tới đi, tới đi.
Xong hồi sinh đây nè, hồi sinh chi cho xa, hồi sinh ngay cái chỗ cà phê á. Nghĩ sao Hảo Quyền ai mà dám bắt được râu đen à. Người tới số rồi. 1, 2, 3. Ui. 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 Hứ. Ui, cái râu đen bay nhanh hơn nha mày. Bạn thấy râu đen bay nhanh hơn nha. Cái của râu đen, quả cầu bóng tối râu đen thì bay nhanh hơn. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ôi combo kìa. Ui combo kìa. Đã thiệt chứ. Né liền. Combo đã thiệt. Đúng là râu đen. Đây thấy combo không? Có thể sử dụng 3 chia được đó, trúng rồi nè. Đó, sao mà né được thấy không? Chiêu C trúng luôn rồi, chiêu Z nữa, rồi chiêu R nữa bạn. Né hộ. Đùng thôi. Đã hai lần giết bằng chiêu cuối luôn. Tịt nổ đùng chết. Trời râu đen bơi bơi đỉnh cao thì chứ. Bắt đầu mình xuất giá râu đen rồi nha. Để các bạn thấy không, combo ít chiêu C chắc chắn không thể né được luôn. Combo tại vì hai chiêu này bấm liền nhau được. Đó, đã thiệt chứ. Và đây sẽ là trận chiến cuối cùng nha các bạn. Đó, đây trận chiến sống còn nè, đây trận chiến quyết định nè. Nếu mà ai thắng á thì sẽ tiếp tục đánh nữa, nhưng mà thua thì sẽ bị bắt nhớ bạn. À, vô 1, 2, 3 vô rồi đó, dứt. Ui vậy mà hụt à. Hụt rồi. Chạy đi đâu? Đúng rồi. Chạy đi đâu? Né liền. Ơi. Chém chỗ lên trời hả? Hụt rồi. Ây da. Né đi đâu? Hình thế chém nè. Rồi nha, hứ đúng văng. Cái chiêu râu đen mạnh phết. Hút nè. Ấy mình bị đốt hả hay gì vậy? Rồi nha, chạy. Ui chém hụt rồi. Ây da. Chém. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ôi. Chạy đi đâu? Đúng. Ui chém nhiều hụt kìa bạn, chém nhiều hụt. Ui dồi. Chạy đi đâu? Đúng rồi. Tốc biến. Ủa, lộn dịch chuyển. Nhầm. Quăng quả cầu. Ui mình quăng nhiều hụt, mình chém nhiều hụt kìa. Ây da. Ui. Khó chịu rồi. Hút dao. Chém. Ui da, mình vô cho giống lửa vậy ta. Hứ. Quả cầu không thôi. Hứ. Ôi. Khó rồi. Hứ. 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 Này thì quả cầu. quả cầu này thì quả cầu né làm sao nổ bánh xác. Ui chưa chết bạn ơi, chưa chết còn xíu chắc luôn. Hư. Còn xíu chắc luôn. Ây da, dính quả cầu đó của mình là xém đai rồi. Chạy đi đâu. Ôi. Rồi nha. Chết đi. Làm sao. Ui. Này thì né. Ôi, cái trái đầu đen đã thiệt luôn mấy bạn ơi. Rồi trận chiến quyết định. Ai đã thua rồi nha các bạn. Người đã thua. Lần này ta sẽ gia nhập vào
bằng gia nhập vào biệt hải quân, ta sẽ làm thất vũ hải, rồi ta sẽ đưa ai cho hải quân mới được. Rồi ai bị bắt, ta đã bắt được Hỏa Quyền ngay rồi, bây giờ ta sẽ đưa cho hải quân để ta có thể kiếm được tiền nào. Đi thôi, ngươi đã bị bắt. Đâu, chúng ta sẽ tới đảo hải quân và giao nộp cho ngươi với hải quân. Rồi thì giờ mình sẽ tới đảo hải quân nha bạn. Mình đã bắt được Hỏa Quyền ngay rồi. Này thì dám chống chọi hả? Rồi tới thôi, chắc ta sẽ xin đi làm thất vũ hải nữa, mà không biết lúc này Râu Đen làm thất vũ hải chưa ta, chả nhớ. Nên nói chung là đã bắt được Hỏa Quyền ngay rồi nha. Rồi tới hải quân thôi. Đây chính là tổng bộ hải quân, giao nộp A. Nhưng mà ta chắc chắn hải quân sẽ dùng A để dụ Râu Trắng ra và sẽ đại chiến với Bố Già, một trận chiến khổng lồ như trong lịch sử. Rồi đi theo ta, lên đây, đi vô đây, chạy lên đây, đó vô trong này đi, vô trong. Ngươi hãy đứng đây đợi, lát hồi mấy phút sau sẽ có một hải quân đứng đây, sẽ có một người hải quân đứng đây và sẽ bắt ngươi. Đấy, rồi thì mình đã bắt thành công A Hỏa Quyền rồi nhé bạn, Hỏa Quyền A chứ. Đó, thì mình xong liếu hả bạn, thì diễn biến tiếp theo thì bạn biết rồi đó. Thì các bạn có thể coi ở chỗ clip tiếp theo của mình luôn nha. À, clip trước á là clip mà tái hiện lại trận chiến mà Râu Trắng cứu ai á. Đó, các bạn có thể xem lại clip đó của mình luôn nha bạn. Đó. À, đã tới này, hải quân tới rồi. Ngươi hãy đây, ta đã bắt được Hỏa Quyền ngay rồi, ngươi hãy đem về. Leo lên bắt rồi. Đó, ngươi hãy đem về mà canh giữ đi. Tới ngày nào đó thì sẽ xử tử. Rồi thì chắc mình kết thúc clip luôn hả bạn, mình đã xong rồi đó. Thì mình tái hiện thành công trận chiến giữa A và Râu Đen nha bạn. Thì đây chỉ là kiểu tái hiện vui hả bạn, kiểu parody gọi là vui hay đó, hài đó, chứ không thể nào mà giống trong cốt truyện được. Rồi thì các bạn muốn xem phần tiếp theo thì hãy tới cái tái hiện trận chiến mà Marineford giải cứu A nha bạn, của mình có làm trước đó luôn rồi đó. Rồi các bạn nếu thấy hay cho mình xin một like, một show like của mình để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa nha. Bye bye.